nhiều kỷ niệm ấy. Em có cái cảm xúc hay là có một cái kỷ niệm nào ở đây không? Có. Từ nhỏ em cũng đá các giải U ở sân Chi Lăng. Nên giờ em quay lại em cũng cảm thấy nhớ. Đối mặt với cả đối thủ em là Nặng thì theo em thì ở bên phía đội bóng của huấn luyện viên Bình Đức thì các cái đối và tiếp thu những dự án của anh đưa ra. Hai thầy trò có nói gì riêng với nhau để mình cải thiện, anh hiểu mình và mình hiểu anh không? Thì anh cũng có nói, anh cũng nói chuyện riêng với mình, hỏi mình sở trường mình đá như thế nào hay mình đá như thế nào. Cái ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào thì hai thầy trò vẫn trao đổi với nhau để cho tìm ra điểm mạnh của mình để tốt cho đội bóng. Anh có thêm một câu cuối là Tuấn đang đá vị trí tiền vệ trung vệ nhưng mà trung tâm, cái điều này nó gây cho em có sự khó khăn như thế nào và cái thuận lợi của em ở vị trí nào? Cái đó cái vị trí đó cũng là cái vị trí của em đá ở Thành phố Hồ Chí Minh lúc mà thầy Trung vẫn còn làm, em vẫn thường đá chỗ đó nên em không có ngại việc phải đá lấp cái chỗ của Kim Trung Su. Mình không rồi. Có trong danh sách tiêm vaccine đó thì mình có bổ cho ra luôn mà. Mavic, cho mình. Ok nhé tối nay. Dạ, em cảm ơn nhé.